Em xin được mến chào anh chị Thích Hoa Lan anh nha. Và em là Phong tại kênh YouTube Hoa Lan Di Phong đây. Và ngày hôm nay em xin được phép giới thiệu anh chị là một mạt hoa. Hoa có mùi thơm, đen rô nắng anh chị ạ. Ba vàng, ba đỏ, mạt hoa rất đẹp luôn. Trồng càng lâu thì chậu sẽ càng khủng như thế này đây. Và ngay sau đây thì mình sẽ vào mạt hoa chi tiết anh chị ạ. Tại sao cái này đáng để chơi. Rồi. Thì cây ba cánh vàng, ba cánh đỏ là này anh chị, ba cánh màu vàng, ba cánh màu đỏ anh chị. Thì cái này là dòng hơi đột biến anh chị. Thì cái này bình thường thì nó sẽ màu đỏ luôn, ba cánh đỏ, ba cánh vàng và đặc biệt cái lưỡi rất là đẹp. Đặc biệt cây này rất là thơm anh chị và vòi hoa nó rất là dài nha. Anh chị à, cây ba cánh vàng, ba cánh đỏ này vòi hoa dài, anh chị thấy không? Trồng càng lâu thì nó càng đẹp, giống như một chậu đây. Hoa thơm, vòi dài, màu sắc sặc sỡ, nhìn như kiểu đột biến vậy đó, rất là đẹp. Thì ngay sau đây mời anh chị vào video chi tiết để cây bán anh nha. Đi thôi anh chị. Em xin được mến chào anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Hoa Lan Di Phong anh nha. Và trong video lần này giống như nãy anh chị thấy cái mặt hoa trước đó rồi đó, là cây ba vàng ba đỏ, mặt hoa rất là đẹp luôn. Và hình ảnh cây bán là những chậu thế này nha anh chị. Đây đang phát triển rất là tốt. Thì chậu bán tầm khoảng một gang tay em đang đứng ngọn anh nha. Và sắp tới một vài tháng sau thì sẽ cho hoa, tầm 1 tới 2 tháng thì anh chị sau khi nhìn thấy mặt hoa thì anh chị có thể cắt vòi hoa đi và tới khoảng tầm rằm tháng 10 âm lịch anh chị thấy kích hoa lại. Những hình ảnh chậu bán như thế này đây. Đây nha anh chị. Đây. Cây đang phát triển rất tốt, tầm khoảng từ 2 tới 3 thân cho cây ba vàng, ba đỏ này nha anh chị. Mặt hoa rất là đẹp và rất là nổi bật. Cây hiện tại đang lô này đang phát triển từ cây tơ lên, đang phát triển rất là tốt anh nha. Rồi, đó là cây ba vàng ba đỏ. Đây anh chị. Là cây ba vàng ba đỏ anh nha. Tiếp theo nữa mà trước đây em có làm những cái clip anh chị là cây bò anh chị, bò kim cương có mặt hoa tại vườn rất đẹp anh chị. Đây là mặt hoa thực tế luôn nha anh chị nè anh chị. Đây khuôn hoa nó rất là đẹp, hai tay nó xoắn lên anh chị. Nó không phải, anh chị nhìn thoáng qua tưởng bò vàng nhưng mà thật sự khuôn hoa này không phải là bò vàng nha anh chị. Khuôn hoa mà hoàn toàn mới dành cho cây bò kim cương này. Thì cây cũng đang phát triển rất là tốt luôn nha anh chị. Rồi thì đặt hàng anh chị có thể liên hệ về hai số hotline xuất hiện dưới màn hình. Và trong clip này đặc biệt là cây ba vàng ba đỏ, cây rất là đẹp, cây tơ nó mới lớn lên, mặt hoa vô cùng là sắc sảo luôn, giống như đầu clip em đã nói với anh chị anh già. Rồi tiếp theo nữa mình cùng đi qua một mặt loại dòng dendro cũng mới tiếp theo đó là cây thỏ vàng anh nha. Thỏ vàng loại mới, đi thôi anh chị. Rồi anh chị nhìn thấy mặt hoa rất là đẹp nha anh chị. Và mặt hoa này là cây bò vàng thường, ủa cái cây thỏ vàng. Thường thường anh chị thấy cái lưỡi này nó không có đặc biệt gì đâu anh chị. Đây là một dòng thỏ vàng rất là mới anh chị. Và cái lưỡi cũng rất là đẹp, khuôn hoa cực kỳ là to luôn, dòng thỏ vàng này nha anh chị. Và trong combo lần này giống như em nói trước là ba vàng anh chị, ba vàng ba đỏ với lại là cây bò kim cương. Và đây là cây thỏ vàng mới. Thì thỏ vàng trước đây thì em cũng đã từng bán rồi, nhưng mà mặt hoa này rất là đẹp. Thì em hy vọng rằng anh chị cũng có thể là sưu tầm cây này. Thì cây này trồng càng lâu càng dài thì nó sẽ ra vòi hoa rất là dài và những cái khuôn hoa rất là to anh chị thấy. Và cái đặc biệt cái lưỡi nè, vô cùng đặc biệt luôn anh nha. Đây rất là đẹp. Thì những hình cây bò vàng này thì không, nó không có hương thơm. Thì những hình ảnh cây bán là như thế này đó anh chị, tầm khoảng một gang tay em, từ hai thân trở lên và nó cũng sẽ chuẩn bị ra hoa luôn anh nha. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi tại kênh YouTube Hoa Lan Di Phong. Cảm ơn anh chị. Và để đặt hàng anh chị thể liên hệ về hai số hotline đang xuất hiện dưới màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những clip lần sau tại kênh YouTube Hoa Lan Di Phong. Xin chào.